Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trao bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay mà có chủ đề mới của chúng ta sẽ là ngày thứ 3, ngày 4 tại tháng 10 năm 2022. Các bạn sẽ như thế nào và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 3, ngày 4 tới tháng 10 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trao bài chung mang năng lượng chung của nhiều người, không phải là trao bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn. Nhưng đúng với người khác thì các bạn hãy xem một tâm thái tham khảo và giải trí đây ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là nhanh nhẹn, nhạy bén ha. Và các bạn là những người rất là sòng phẳng, các bạn rất là thông minh, trí tuệ và sáng suốt. Và các bạn là những người rất là công bằng và chính trực. Mình thấy các bạn đang có những cái dự định nào đó trong cuộc sống của mình. Mình thấy các bạn đang có những cái sự ưu tiên ở đây. Có khả năng bạn cũng đang có sự cân nhắc giữa hai quyết định nào đó. Và mình thấy bạn là một người có khả năng và ra kế hoạch, và có thể là thực hiện mọi thứ nó có một sự tinh tế và thành công nhất định. Rồi bây giờ mình xem coi ngày thứ 3, ngày 4 tới tháng 10 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào ha. Wow, cái ngày hôm nay rất là vui vẻ với bạn luôn. Mình thấy bạn rất là nhộn nhịp, cảm thấy rất là hưng phấn và có một cái sự hào hứng ở đây. Mình thấy ngày hôm nay có khả năng một số bạn, các bạn sẽ nhận được một số tiền, tiền lương, tiền thưởng, lợi nhuận đầu tư gì đó. Thì mình thấy có khả năng là nó trên 9 triệu đồng nha. Mình thấy những cái công sức, nỗ lực của bạn nó sẽ được đền đáp và đạt được cái thành quả xứng đáng. Mình thấy một số bạn thì có khả năng, nếu bạn đang cân nhắc giữa hai công việc thì có khả năng là bạn sẽ chọn được một công việc phù hợp với bạn nhất, nó đúng như ước mơ của bạn luôn. Một số bạn nếu mà bạn có tham gia các cuộc thi hoặc là phỏng vấn gì đó thì mình thấy bạn đậu đó nha. Và có khả năng đây là một công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia gì đó. Mình thấy một số bạn có sự gọi là luyện tập ngoại ngữ ngày hôm nay nè, ôn luyện ở đây. Một số bạn thì có sự trùng phùng, có một sự gọi là tụ họp gia đình, người thân ở đây nữa. Hoặc là bạn có một cái sự xung hợp, tái hợp với một người nào đó thân thiết của bạn. Một số bạn thì có khả năng là dự tiệc cưới, tiệc liên quan, tiệc sinh nhật hoặc là dự tiệc tân gia gì đó trong ngày này. Hoặc một số bạn có khả năng chuyển sang nhà mới ha. Mình thấy bạn rất là vui vẻ, rất là cởi mở, rất là tự do ở đây. Một số bạn thì mình thấy ngày hôm nay có vẻ như cũng có những người họ đến để muốn gọi là offer tình yêu cho bạn ha. Một số bạn thì có khả năng là các bạn trở nên ngọt ngào với người yêu hơn trong ngày này, trở nên gọi là hạnh phúc hơn, thấu hiểu hơn. Một số bạn là ước mơ của bạn trở thành sự thật đó. Mình thấy bạn có một cái sự nâng cao, có sự lạc quan, tích cực, vui vẻ và có sự gọi là chia sẻ niềm vui với mọi người xung quanh. Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ xem hài, xem kịch hoặc xem một cái chương trình mà bạn yêu thích, rồi bạn cảm thấy vui vẻ, phấn chấn hơn. Một số bạn có vẻ như ngày hôm nay là ngày sinh nhật của bạn, thì mình chúc bạn sinh nhật vui vẻ và đạt được những thành công may mắn trong cuộc sống ha, và luôn vững vàng.
Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ có sự thu hoạch trái cây hay gì đó. Mình thấy nhà bạn, một số bạn nhà bạn có vườn tược, thấy có sự thu hoạch trái cây và bán có được lợi nhuận. Đồng thời thì có khả năng là các bạn sẽ cân nhắc đem tiền đi đầu tư chẳng hạn ha, thấy có sự gọi là xem xét tiền bạc ở đây, hoặc là các bạn được khuyến khích trong ngày này hãy có sự cân bằng trong chi tiêu và biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý. Và có khả năng là bạn sẽ ra ngoài trời ngắm sao, hoặc là một số bạn thì sẽ ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn để hít thở không khí trong lành, để tận hưởng cái niềm vui, niềm hạnh phúc dâng tràn ở trong bạn ha. Hoặc là có khả năng một số bạn được tăng thưởng hoặc là lên chức, lên vị trí cao hơn chẳng hạn, thấy có niềm vui, hoặc là những cái bữa tiệc vinh danh ở đây, thì các bạn được khuyến khích là hãy luôn cố gắng và luôn gọi là nỗ lực đi đến thành công, đừng có việc ngủ quên trong chiến thắng ha, vì đây là thời điểm tốt để bạn tiến lên phía trước. Một số bạn ra ngoài giường cẩn thận rắn rít rồi nha. Và lá bài này cho thấy rằng thì bạn hãy cởi mở với những khả năng mới, cho phép bản thân mình ước mơ lớn ha, hãy cho phép bản thân được thư giãn và buông bỏ, và hãy thử một cái gì đó mới mà bạn luôn muốn làm. Và đây là cái thời điểm để bạn nhận được cái nguồn cảm hứng và những ý tưởng tuyệt vời từ thiên thần hướng dẫn cho bạn ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Các bạn tụ hai là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi ngày thứ ba, ngày 4 tới tháng 10 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những tra bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và bây giờ mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người sống rất là chân tình ha. Các bạn cũng là những người rất là thích chia sẻ với những người khác, và bạn là người rất là thân thiện hòa đồng, là những người thích cho đi ha. Và mình thấy cuộc sống của bạn, bạn đang đón nhận những cái tin tức vui về vấn đề tiền bạc. Một số bạn thì sắp tới các bạn sẽ có một nguồn tiền nó có một sự ổn định vững vàng hơn ha. Đồng thời mình thấy các bạn sắp đón nhận những tin tức vui về nhà cửa, hoặc là có khả năng một số bạn sắp có những căn nhà mới, hoặc có khả năng là sắp dự những buổi tiệc vinh danh nào đó vui vẻ ở đây ha. Rồi để xem ngày thứ ba, ngày 4 tới tháng 10 năm 2022 của các bạn sẽ như thế nào. Thấy một số bạn không ra, bạn bị không có việc làm, có sự gọi là rời bỏ những cái cũ á, để có thể là tiến bước trên một cái hành trình mới, thì có khả năng trong ngày này mình thấy bạn dành thời gian để suy nghĩ cẩn trọng về những cái hướng đi cho tương lai của bạn. Một số bạn mình thấy có vẻ là bạn sẽ nghỉ ngơi và bạn thư giãn, có một sự tĩnh lặng, và có một sự gọi là cho bản thân mình một cái chốn bình yên ở đây ha. Một số bạn có khả năng các bạn sẽ thay đổi được cái tinh thần của bạn, giống như hổm rà bạn hơi mệt mỏi chán chường, thì có thể là ngày hôm nay mình thấy bạn có một cái sự vượt qua được cái giai đoạn bão tố đó, bạn trở nên gọi là bình yên nhẹ nhàng hơn. Một số bạn có sự di chuyển, một số ít bạn có vẻ là bạn sẽ đi đâu đó, đi du lịch hoặc là đi biển nè. Đồng thời mình thấy là các bạn cũng sẽ xác định được cái hướng đi mục tiêu của các bạn, và các bạn sẽ rất là cố gắng để có thể gọi là vượt qua những cái thách thức trở ngại, để có thể là đạt được cái ước muốn của bạn ha.
Một số bạn, các bạn có sự tương tác với ba của bạn trong ngày này, ba bạn cho bạn lời khuyên hữu ích, hoặc là có khả năng là bạn sẽ tương tác với một người mang năng lượng nam. Cái người này họ có một cái sự chững chạc, có quyền hành, có địa vị, có sự vững chắc, kiên cường trong cuộc sống. Người này là người từng trải, thì có thể là bạn đang chờ đợi một tin tức về vấn đề công việc, thì có khả năng là trong cuối ngày mình thấy bạn sẽ nhận được tin tức vui này và bạn sẽ nhận được cái công việc này ha. Thấy bạn có niềm vui sướng, có sự phấn khởi, và bạn sẽ tập trung để có thể là nâng cao cái kiến thức của bản thân để có thể là phù hợp với công việc này, nắm bắt được cơ hội đến với bạn. Mình thấy một số bạn ngày hôm nay thì có khả năng là các bạn sẽ đi công tác chẳng hạn, hoặc một số bạn có thể là lên chức lên vị trí cao hơn, và cái vị trí này đòi hỏi bạn phải học hỏi nhiều hơn nữa, phải gọi là mạnh mẽ hơn và có nhiều cái sự tinh tế hơn. Và ngày hôm nay các bạn được khuyến khích hãy giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh, hãy biết nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng, tỉ mỉ ở đây để biết cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống của bạn một cách khéo léo nhất. Một số bạn có thể là ngày hôm nay các bạn sẽ luyện tập diễn giải, hoặc là có khả năng là các bạn đang luyện để có thể nói chuyện một cách gọi là tinh tế, trong trẻo, hoặc là nó có một sự gọi là suôn sẻ hơn á. Một số bạn có khả năng sẽ cuối ngày đi hát karaoke hoặc là hát ngân nga gì đó để luyện giọng ha. Và cuộc sống của bạn mình thấy là mọi cái điều cũ nó đang dần kết thúc và đang mở ra một cái chương mới nó vững vàng hơn cho cuộc sống của bạn. Và bạn được khuyến khích là hãy có sự xuôi theo dòng, chấp nhận mọi thứ nó diễn ra ở hiện tại, và cố gắng gọi là luôn giữ vững tinh thần của mình, luôn giữ cho mình một cái sự duy trì tích cực và lạc quan nhất để có thể gọi là hướng tới cái tương lai tốt đẹp hơn, và có một cái sinh lực, sức sống tràn trề hơn để lo cho cái hành trình tiếp theo của bạn ha. Và bạn được khuyến khích hãy thư giãn, hãy nghỉ ngơi, với lại hãy ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn để có thể gọi là cảm thấy nhẹ nhàng hơn và trút bỏ được những cái sự áp lực trong cái tinh thần của bạn trong ngày này, và cảm thấy thoải mái hơn ha. Một số bạn thì có sự tiếp xúc với một trẻ thơ trong ngày này. Và lá bài này cho thấy rằng thì một người mới đã hoặc sắp bước vào cuộc sống của bạn như một câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn. Người này sẽ là một đối tác trong mối quan hệ kinh doanh, tình bạn hoặc là quan hệ tình cảm. Ha, đừng cố tìm họ vì điều này nó sẽ xảy ra một cách rất là tự nhiên. Khi bạn gặp cái người này, hãy mở lòng đón nhận sự hướng dẫn của Thần Thánh, và bạn sẽ nhận ra họ bằng cảm giác thân quen, thoải mái và an toàn nhất. Ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ ba. Các bạn tụ ba là những bạn đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ ba để xem coi ngày thứ ba, ngày 4 tây tháng 10 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, mang năng lượng chung của nhiều người, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác thì các bạn hãy xem một tâm thái tham khảo và giải trí đây ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ ba là những người đang trong một cái giai đoạn thức tỉnh trong cuộc sống. Các bạn đang trong một cái quá trình gọi là nhìn về những gì đã trải qua, và các bạn có một cái sự rút kinh nghiệm, nhìn ra những cái điểm khuyết điểm của mình và những cái lỗi sai của mình trong quá khứ. Và mình thấy bạn có một cái sự hoàn thiện, muốn trưởng thành hơn, muốn chững chạc hơn và muốn phát triển cuộc sống của mình theo một cái hướng mới, có sự tái sinh ở đây. Mình thấy bạn là một người có tiềm năng vô hạn, bạn là một người đang trong giai đoạn xác định được hướng đi, mục tiêu, mục đích sống, và mình thấy bạn sẽ có một cái sự vững vàng, kiên cố để có thể gọi là chinh phục ước mơ của bạn. Một số bạn thì có khả năng là các bạn rất là thông minh và các bạn có nhiều ý tưởng nó rất là phong phú. Mình thấy một số bạn, các bạn đang trong giai đoạn gọi là tiết kiệm chi tiêu ha, không dám tiêu xài phung phí ở đây.
Một số bạn, các bạn được khuyến khích hãy uống nước nhiều nha. Mình thấy các bạn cái cổ họng các bạn nó hơi khô khan, hoặc là trong người cơ thể các bạn nó có sự nóng bức. Rồi, ngày thứ 3, ngày 4 tây tháng 10 năm 2022 của các bạn tuần 3 sẽ như thế nào? Mình thấy một số bạn hổm rày bạn đang chờ đón một tin tức nào đó, hoặc bạn đang có những cái sự phân vân lựa chọn giữa hai cơ hội, thì mình thấy có khả năng ngày hôm nay các bạn sẽ nhận được tin tức vui, cảm thấy hài lòng, hạnh phúc hơn. Một số bạn mình thấy ngày hôm nay thì các bạn có một cái sự được người khác giúp đỡ về chia sẻ kinh nghiệm, hoặc là lời khuyên, hoặc là một số bạn có khả năng được giúp tiền ha, hoặc là một số bạn thì có khả năng các bạn sẽ đi làm từ thiện, giúp đỡ người khác. Và mình thấy có thể là một số bạn, các bạn được người thân, người quen cho bánh trái gì đó ha. Và mình thấy bạn có sự tiếp xúc, tương tác với một người mang năng lượng nam. Cái người này họ khá là giàu có, họ có sự sung túc đủ đầy, họ có nền tài chính vững chắc, họ rất là thông minh và rất là kiên trì và rất là uy tín trong công việc ha. Thì có khả năng cái người này là cái người sẽ cho bạn lời khuyên, sự chỉ dẫn chẳng hạn. Hoặc một số bạn có khả năng ngày hôm nay các bạn đi phỏng vấn và gặp cái người này. Hoặc một số bạn thì các bạn được nhận vào công việc và cái đây là cái người sếp mới của bạn. Và đồng thời mình thấy bạn được khuyến khích hãy giữ cho mình một cái trạng thái cân bằng nhất, và cố gắng nỗ lực, và cố gắng gọi là phát triển bản thân của mình, phát triển cái sự sáng tạo, nhiệt huyết của mình để đón nhận những cơ hội đến với bạn. Và bạn được khuyến khích hãy tập trung vào những cái điều ưu tiên nhất trong cuộc sống của bạn trong ngày hôm nay ha, đừng có sự gọi là sao lãng ở đây. Và đồng thời mình thấy các bạn cũng nên nhẹ nhàng tinh tế bản thân hơn, nên tìm thấy cái niềm vui trong cuộc sống. Một số bạn, các bạn đang trong giai đoạn muốn nghỉ ngơi ha. Một số bạn có khả năng cuối ngày mình thấy bạn có sự muốn nghỉ ngơi, hoặc là bạn muốn ở một mình để suy nghĩ về cuộc sống, về tương lai, về kế hoạch của bạn. Hoặc là một số bạn hơi mệt mỏi cho nên cần thời gian nghỉ ngơi, và mình thấy thì bạn sẽ phấn chấn trở lại sau một giấc ngủ hoặc là một cái sự nghỉ ngơi thư giãn ở đây. Mình thấy mọi thứ nó sẽ rực rỡ hơn, bạn sẽ được thoải mái hơn và mọi thứ nó được làm sáng tỏ hơn trong cuối ngày. Bạn cảm thấy vui vẻ và một số bạn có khả năng có sự tiếp xúc với một em bé ở đây ha. Và mình thấy là tin vui sẽ đến với bạn trong ngày này. Và mình thấy bạn có một cái sự gọi là đón nhận những cái niềm hạnh phúc trong cuộc sống này, lắng nghe tiếng chim hót, ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn. Một số bạn, các bạn được khuyến khích hãy có một sự gọi là cân bằng trong việc thu chi, và các bạn cần phải biết giữ đồng tiền của mình hợp lý, và phải biết gọi là suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định đưa ra cái sự gọi là hợp tác kinh doanh gì đó. Một số ít bạn có vẻ như là hôm nay bạn tính mua một cái món đồ nào đó mà bạn có sự phân vân và do dự ở đây ha. Và đồng thời ngày hôm nay mà có nhận tiền thối hay thối tiền cho ai đó thì phải đếm tiền kỹ lưỡng không sẽ bị lộn ha. Một số bạn hơn ngày hôm nay có thể là sẽ trời hơi nắng gắt, nhớ đội nón. Mình thấy một số bạn nữ có thể là may vá quần áo gì đó trong ngày này ha, hoặc là vui chơi với trẻ thơ trong ngày này. Và lá bài này cho thấy rằng thì các bạn cần phải có một cái sự bảo vệ sức khỏe, năng lượng và sự bổ sung tối ưu. Hãy cân bằng hít vào trong cuộc sống của bạn với một thở ra ở đây ha. Và bạn được khuyến khích hãy có sự cân bằng trong sự cho đi và nhận lại. Hãy đảm bảo dành tặng một cái thứ gì đó, như thời gian, tiền bạc, món quà hoặc lời khen ngợi, hay lời khuyên chẳng hạn hàng ngày mà không mong đợi được đáp trả. Vào cùng ngày hãy là người biết đón nhận những cái lời đề nghị giúp đỡ bất ngờ, những lời khen ngợi hoặc những món quà từ người khác ha. Hãy nói cảm ơn khi mà bạn được giúp đỡ.
Và đồng thời trong mối quan hệ nơi mà bạn là người cho đi chính, hãy bày tỏ nhu cầu của bạn và yêu cầu được giúp đỡ khi mà bạn cần. Nói chung phải có sự cân bằng với sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống của bạn ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.